Thủ tướng bổ nhiệm hai phó tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Vào ngày 11 tháng 10, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm phó tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Cụ thể, tại quyết định số 1186, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hòa, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội giữ chức Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Tại quyết định số 1189, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Chu Mạnh Sinh, Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam giữ chức Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Trao quyết định và chúc mừng hai tân Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước khẳng định đây là sự tin tưởng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam đối với ông Nguyễn Đức Hòa và ông Chu Mạnh Sinh. Bộ trưởng Hồ Đức Phước tin tưởng trên cương vị mới, ông Nguyễn Đức Hòa và ông Chu Mạnh Sinh sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực và kinh nghiệm, kiến thức vốn có của bản thân, đoàn kết để cùng với Hội đồng Quản lý, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo, công chức viên chức, người lao động, ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Hãy like và subscribe kênh Nhân lực Nhân tài Việt trên các nền tảng để theo dõi những thông tin mới nhất. Xin chân thành cảm ơn.